bao. Các bạn xa trọng tâm rồi, hôm nay mình mới đến Yukata. Thì mở bài thảo mai vậy thôi, nhưng mà hôm nay mình đã được mời đến một sự kiện hội tụ 100 người đẹp Nhật Bản, đó chính là Yukata Fusion. Đến với Yukata Fusion không những được mặc đồ Yukata mà mình sẽ còn được làm tóc tai các thứ. Và mục tiêu trong cuối ngày hôm nay chúng mình sẽ trở thành một trong những người đẹp đó. Hơi khó nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng hết sức. Và bây giờ hãy cùng tụi mình theo chân tụi mình tới Yukata Fusion Nhật Bản TV. Với bộ tóc này trở thành người đẹp siêu đau như mình phải chịu đựng đấy. Lần đầu tiên mình được mặc yukata rất là hồi hộp, mặc vào xong khá là khó chịu nhưng mà mình vui lắm. Và được những cô chuyên gia mặc cho thì cảm thấy như mình là công chúa ấy. Thấy mình gần với văn hóa Nhật Bản hơn, được sống một ngày trong vai trò một gái Nhật. Và điều mình cảm thấy khổ nhất đó là mang ghê tà, đau chân khủng khiếp luôn, không biết làm sao ở Nhật Bản ngày xưa có thể mang từ ngày này qua tháng nọ được. Vừa được cứu tác đôi đau tới chân. Tức là mình đã trở thành mỹ nhân của bạn chưa nhỉ? Chưa, như vậy thôi thì làm sao mà thành mỹ nhân thì phải chứ. Bởi vậy nên bây giờ chúng mình sẽ đi đến một sự kiện hội tụ 100 mỹ nhân Nhật Bản cho Yukata. Và để không bỏ lỡ sự kiện hấp dẫn này, hãy cùng tụi mình bình luận nè, ấn like và subscribe. Và bây giờ đã đến thời gian không có đồng hồ. Ok, nhưng mình biết là cũng đã sắp tới thời gian rồi, phải đi rồi. Đi theo chân tụi mình nha.